Nơi ở của ba mẹ con em Phạm Văn Duy, học sinh lớp 12C1 trường Trung học phổ thông Trần Nguyên Hãn, thành phố Vũng Tàu, là căn chòi tạm khoảng hơn 10m2. Mọi thứ đều thiếu thốn. Được biết, ba mẹ em Duy ở một tỉnh thuộc dãy đất miền Trung. Gia đình hai bên nội ngoại cũng khó khăn, nên ba mẹ em vào Bà Rịa Vũng Tàu lập nghiệp với hai bàn tay trắng. Do không chịu nổi cảnh cơ hàn, ba em buông bỏ gia đình đi tìm cuộc sống mới. Gánh nặng, mưu sinh dồn lên đôi vai gầy, lại thêm buồn chuyện gia đình, nên mấy năm qua tâm trí của mẹ Duy không ổn định, khi nhớ khi quên. Một mình vừa làm cha vừa làm mẹ bươn chải mưu sinh, vừa chăm lo cho hai con, khiến mẹ của em chịu nhiều áp lực. Kiếm cơm từng bữa đã khó, nên không có tiền thuê nhà trọ. Ba mẹ con Duy đành tá túc nhờ trên mảnh đất nằm trong khu bào trũng thuộc khu phố 5, phường Nguyễn An Ninh. Đường vào nơi này vắng vẻ, cây cối còn rậm rạp, buồn hiu. Căn chòi tạm trống trải, gió lùa tứ bề, đồ đạc trống huơ. Nhưng ở đó đã nuôi dưỡng ước mơ của cậu học trò lớp 12, đang ngày đêm nỗ lực bên từng trang sách. Cô chào Duy. Hôm nay thì cô được cô Huyền dẫn đến để thăm gia đình của mình. Con học lớp 12 thì tình hình học tập của con lúc này như thế nào? Con học khá. Mình học về cái khối nào con? Rồi con có định là mình sẽ thi đại học như thế nào không? Dạ, con học khối tự nhiên. Thì lúc đầu con tính đi học ngành sư phạm mà nó không có gần đây. Thì có cô Huyền có tư vấn là học ở Đại học Bà Rịa Vũng Tàu để cho nó gần. Với lại đỡ tốn tiền sinh hoạt. Thì em có suy nghĩ vào một cái ngành ở trong Đại học Bà Rịa Vũng Tàu. Em tính học công nghệ thông tin trong đó. Mình đã làm hồ sơ chưa? Dạ, em có làm hồ sơ rồi. Thôi cố gắng ha. Và biết là trong cái hoàn cảnh gia đình của mình rất là khó khăn như vậy, mình cũng đặt một cái mục tiêu để mà mình phấn đấu, để mình có thể có được cái tương lai nó tốt hơn. Rồi cho cô hỏi về cái công việc của mẹ như nào con? Dạ, thường mẹ đi nhặt mấy ve chai rồi đi mang đi bán kiếm mỗi ngày tầm vài chục. Rồi về cái hoàn cảnh của Duy thì trên lớp thì chắc là mình cũng biết cái hoàn cảnh của em như vậy, thì lớp mình với lại trường thì cũng hỗ trợ rồi giúp cho em chứ cô Huyền hả? Dạ đúng rồi, lớp cũng có những phụ huynh là họ cũng giúp đỡ, tức là có những phụ huynh trong lớp là cũng hàng tháng là có gửi tiền vào trong tài khoản của em. Cái xong rồi đến cứ mỗi đầu tháng thì là có phụ huynh lại gửi vô thì em lại rút ở trong tài khoản đó, xong rồi em lại gửi lại cho Duy. Nói chung là tự nhiên em cũng cảm thấy rằng là nó ấm lòng cái cuộc sống đó. Cũng có được cái sự quan tâm á. Chia sẻ thì chắc là cũng phải cố gắng lắm, vì là thì có mỗi một mình mẹ đi làm thôi. Dạ, công việc rồi. Nhặt ve chai như vậy thì nó cũng không có thu nhập, nó bấp bênh đúng không con? Ở đây thì điện nước thì như thế nào con? Điện nước thì bắt bên hàng xóm. Rồi mình tính tiền như thế nào? Tính tiền thì một tháng người ta lấy tầm 500 thôi. Rồi bây giờ cho cô hỏi về cái sức khỏe của mẹ con. Mẹ con làm công việc nặng nhọc như vậy bao nhiêu năm rồi, từ hồi đó đến giờ rồi, thì sức khỏe của mẹ con có ổn không? Kiểu bây giờ yếu hơn hồi xưa rồi. Yếu hơn là như thế nào con? Con cảm nhận nó như thế nào? Ngày xưa thì ít bị ốm lắm. Bây giờ thì lâu lâu thì bị mệt. Tức là có hôm nào đó mà mẹ mệt quá mẹ không có đi làm được không? Dạ cũng có. Mệt thì nằm một ngày thôi là ngày sau phải đi luôn rồi. Tại vì còn phải lo cho con học nữa hả? Con em con thì như thế nào con? Cái tình hình sức khỏe với lại cái việc học của em con nó có đỡ không? Dạ, sức khỏe thì nhiều lúc ốm yếu, lúc thì bị hay bị cảm. Có bao giờ mà mẹ đưa em đi khám không? Có được đi khám lần nào không? Khám thì mẹ sợ tốn tiền chứ nên là không có đi khám mấy. Sức khỏe không còn để đi làm thuê làm mướn như trước đây. Bây giờ hàng ngày mẹ Duy đi nhặt ve chai, cũng bữa có bữa không, đồng nghĩa với số tiền kiếm được rất bấp bênh. Nhưng ở người mẹ nghị lực này, điều đáng quý và khâm phục là dù nhà có khó khăn tới đâu,
chị chưa bao giờ có ý định cho các con nghỉ học. Hiện tại Duy đang học lớp 12, còn em trai của Duy, em Phạm Văn Quang Nhật, đang học lớp 4, trường tiểu học Lý Tự Trọng. Hiểu hoàn cảnh của gia đình mình, nên Duy luôn làm gương cho em. Em quán xuyến việc nhà, dạy cho em trai học, để mẹ yên tâm đi làm. Trong câu chuyện Duy bộc bạch, em từng có thời gian đi bán vé số dạo phụ mẹ kiếm tiền. Em thấm thía nỗi cơ cực mưu sinh, nên luôn cố gắng nỗ lực trong học tập. Và em cũng hiểu rằng, chỉ có học mới giúp mình có tương lai tươi sáng hơn. Vậy nên Duy chăm chỉ và giữ học lực khá giỏi suốt những năm cấp 3. Mong ước của Duy là học tiếp lên đại học sau khi tốt nghiệp lớp 12. Nhưng gia cảnh hiện tại của em quá khó khăn, việc học có thể dang dở bất cứ lúc nào, bởi hành trình tương lai phía trước còn dài, mà sức mẹ em có hạn, không thể lo cho con mình đến nơi đến chốn. Em thì nó còn nhỏ, nhưng mà chắc là con lớn rồi thì con cũng cảm nhận được những cái khó khăn của gia đình mình, đúng không? Có khi nào mà mẹ chia sẻ hoặc là mẹ nói với con về những cái khó khăn đó, rồi nó chắc chắn là nó sẽ có những cái trở ngại trong cái đường học tập của con á, có khi nào mẹ con nói chuyện với nhau không? Mẹ cũng có nói. Mẹ nói sao? Nếu học thì chắc được học được hết mới lớp 12 thôi. Kiếm cái nghề. Mẹ thì không cần lo đâu, lo cho em thôi. Thế hả? Thấy thương chứ. Nếu mà hỏi về khó khăn thì gia đình mình khó khăn quá rồi. Nhưng mà chắc là mình cũng đặt cho mình những cái mục tiêu cũng như là những cái mơ ước, đúng không? Thì con mong ước cái điều gì nhất cho gia đình mình, cho cái cuộc sống của ba mẹ con? Mơ lớn nhất con giờ là để tiếp tục học. Học để kiếm được một cái nghề ổn định để lo cho gia đình. Cô biết là từ trước tới giờ, từ nhỏ luôn rồi, cái câu chuyện gia đình mình nó khó khăn như vậy, thì con cũng đã rất là cố gắng. Và mình còn có cái ước mơ là mình sẽ học đại học để mà có công việc nữa. Cho nên là con tiếp tục cố gắng như vậy. Thì cô mong rằng là cùng với lại sự quan tâm của nhà trường này, rồi sẽ kết nối được những tấm lòng hảo tâm nữa, thì con sẽ đạt được cái ước mơ của mình nhé. Thưa quý vị, hôm nay chương trình Kết nối yêu thương cùng với đại diện nhà trường và quý mạnh thường quân tham gia chương trình đến thăm và chia sẻ với hoàn cảnh của gia đình em Phạm Văn Duy, học sinh lớp 12C1 trường Trung học phổ thông Trần Nguyên Hãn. Tham gia chương trình về phía nhà trường xin giới thiệu cô Trần Thị Thu, là phó hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Trần Nguyên Hãn. Xin giới thiệu cô Nguyễn Thị Thanh Huyền, là giáo viên chủ nhiệm lớp 12C1. Quý mạnh thường quân tham gia chương trình xin được giới thiệu đại diện nhóm Vòng tay nhân ái Vũng Tàu. Xin giới thiệu đại diện nhóm Cội nguồn ở xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền. Đại diện cho nhóm Đồng Giác ở huyện Long Điền. Xin được giới thiệu anh Điền, đại diện cho nhóm Bất động sản Đất Đỏ. Chị Oanh ạ. Xin giới thiệu chị Lệ An Nhiên. Xin giới thiệu chị Hương ạ. Với chị Mai. Xin giới thiệu đại diện cho nhóm Thiện Nguyện Phát Tâm. Các cô chú sẽ đại diện cho các nhóm thiện nguyện sẽ trao phần hỗ trợ đến cho gia đình con ha. Em mời anh Điền ạ. Thảo đại diện nhóm từ thiện Vòng tay nhái Vũng Tàu thì có kêu gọi quý mạnh thường quân được số tiền là 7.3 triệu để hỗ trợ cho em tiếp bước đến trường nha. Đây em chỉ thay mặt mạnh thường quân để gửi em. Và Thảo cũng đại diện cho nhóm mạnh thường quân của em Mai Huệ kết nối với quý mạnh thường quân là tổng số tiền là 3.010.000, chị cũng thay nhóm để gửi cho em. Rồi, cảm ơn chị Thảo. Em mời đại diện nhóm Cội Nguồn ạ. Nhóm Cội Nguồn gửi đến em quà để em tiếp bước đến trường. Dạ, nhóm Milila Vận Động xin gửi đến em. Chị Phương Hồng trong nhóm Cội Nguồn gửi đến em. Dạ, cảm ơn anh. Tiếp theo xin mời phần hỗ trợ của đại diện nhóm Đồng Giác. Xin mời chị Vân. Cảm ơn chị Vân. Em mời phần hỗ trợ của chị Mai ạ. Chị thay mặt chị Lý Ngọc Xuân Ái ở thành phố Hồ Chí Minh tặng cho em 1 triệu. Mong là em sẽ cố gắng học giỏi và giữ gìn sức khỏe nha. À, cảm ơn chị Mai. Mời chị Lệ An Nhiên và chị Hương. Con có một ít gửi cho con ráng học nha, để vượt qua cái khó khăn này. Cảm ơn chị. Tiếp theo xin mời phần hỗ trợ của nhóm Phát Tâm ạ. Cô đại diện cho quý mạnh thường quân trong và ngoài nước của nhóm Thiện Nguyện Phát Tâm gửi đến số tiền là 7.300.000 đồng. Hỗ trợ cho
cháu đến trường, cố gắng học cho giỏi nha cháu. Dạ cháu con. Đây là phần quà của nhóm thiện nguyện phát tâm để gửi tới con. Tiếp theo xin mời phần hỗ trợ đến từ chị Oanh ạ. À. Em mời chị. Cô và Tuy Khoa gửi đến hai con để cho mua sách vở chịu khó học hành. Dạ, dạ cảm ơn chị Oanh. Tiếp theo sẽ là phần hỗ trợ của các hội nhóm thiện nguyện, các mạnh thường quân thông qua chương trình Kết nối yêu thương để gửi đến để hỗ trợ cho tụi con học tập ha. Đây là hỗ trợ của Đoàn Thanh niên Khí Nam Cung Sơn gửi 1 triệu đồng. Phần hỗ trợ của chị Vân Võ 500.000 đồng. Nhóm Từ Thiện Tự Nguyện 1 triệu đồng. Anh Bảo ở thành phố Hồ Chí Minh 1 triệu đồng. Cô Lắm ở 595 Trương Công Định Vũng Tàu 1 triệu đồng. Chị Nguyễn Lê Trúc Quỳnh 300.000 đồng. Bé Thiên Kim trường Mầm Non Sơn Ca thành phố Bà Rịa 300.000 đồng. Anh Tuấn ở huyện Châu Đức 300.000 đồng. Chị Vũ Thị Huệ ở huyện Châu Đức 300.000 đồng. Cô Hôm ở xã Phước Tỉnh huyện Long Điền 500.000 đồng. Gia đình ông Hồ Công Sản ở xã Hòa Hội huyện Xuyên Mộc 500.000 đồng. Chị Mỹ Hạnh ở thành phố Vũng Tàu 500.000 đồng. Nhóm Tiến Đạt 500.000 đồng. Anh Hoa ở thành phố Hồ Chí Minh 500.000 đồng. Chú Cảnh ở thành phố Bà Rịa 1 triệu đồng. Khán giả Lầy Khiền Mũ ở Long Khánh 500.000 đồng. Chị Phan Thị Kiều ở xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu 200.000 đồng. Anh Nguyễn Hoàng Vũ 300.000 đồng. Anh Xuân Tân ở xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức 400.000 đồng. Các em Tấn Trung và Tấn Dũng ở thành phố Bà Rịa 400.000 đồng. Mạnh Thường Quân ở Đất Đỏ 200.000 đồng. Và một Mạnh Thường Quân giấu tên gửi đến hai con là 500.000 đồng. Thông qua chương trình Kết nối yêu thương thì hôm nay cô sẽ trao cái phần hỗ trợ của các hội nhóm thiện nguyện cũng như là các khán giả truyền hình thông qua chương trình gửi đến con ha. Hỗ trợ cho em Phạm Văn Duy, học sinh lớp 12C1 trường Trung học phổ thông Trần Nguyên Hãn, thành phố Vũng Tàu. Xin trân trọng cảm ơn các cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp, các hội nhóm từ thiện. Thiện nguyện phát tâm thành phố Vũng Tàu 7.300.000 đồng. Nhóm từ thiện tự nguyện thành phố Bà Rịa 1 triệu đồng. Anh Bảo thành phố Vũng Tàu 1 triệu đồng. Chị Lý Ngọc Xuân Ái 1 triệu đồng. Đoàn Thanh niên Đường Ống Khí Nam Công Sơn 1 triệu đồng. Nhóm Đồng Giác huyện Long Điền 24.500.000 đồng. Chị Vân Võ 500.000 đồng. Anh Nguyễn Quốc Bảo thành phố Hồ Chí Minh 1 triệu đồng. Chị Phan Thị Kiều xã Long Sơn thành phố Vũng Tàu 200.000 đồng. Cô Lắm 595 Trương Công Định thành phố Vũng Tàu 1 triệu đồng. Mạnh Thường Quân huyện Đất Đỏ 200.000 đồng. Chị Nguyễn Lê Trúc Quỳnh 300.000 đồng. Bé Thiên Kim trường Mầm Non Sơn Ca 300.000 đồng. Anh Tuấn huyện Châu Đức 300.000 đồng. Các em Tấn Trung và Tấn Dũng thành phố Bà Rịa 400.000 đồng. Cô Hôn xã Phước Tỉnh huyện Long Điền 500.000 đồng. Chị Vũ Thị Huệ huyện Châu Đức 300.000 đồng. Gia đình ông Hồ Công Sản xã Hòa Hội huyện Xuyên Mộc 500.000 đồng. Chị Mỹ Hạnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 500.000 đồng. Nhóm Tiến Đạt 500.000 đồng. Anh Xuân Tân xã Nghĩa Thành huyện Châu Đức 400.000 đồng. Anh Hoa thành phố Hồ Chí Minh 500.000 đồng. Nhóm cô Mai Huệ trường Trung học phổ thông Trần Hưng Đạo 3.010.000 đồng. Chú Cảnh thành phố Bà Rịa 1 triệu đồng. Nhóm Cội Nguồn huyện Long Điền 2.500.000 đồng. Các mạnh thường quân do Mini Nga vận động 6 triệu đồng. Miễu Bà Ngũ Hành Long Sơn 4.300.000 đồng. Anh Lầy Khiền Mỹ, thành phố Long Khánh, 500.000 đồng. Anh Nguyễn Hoàng Vũ, 300.000 đồng. Chị Oanh, thành phố Bà Rịa, 1 triệu đồng. Chị Vân, nhóm Đồng Giác, 500.000 đồng. Chị Liên, 100 đô la Mỹ. Chị An Nhiên, thành phố Bà Rịa, 1 triệu 200.000 đồng. Nhóm Vòng Tay Nhân Ái, 7 triệu 300.000 đồng. Nhóm Bất Động Sản huyện Đất Đỏ, 5 triệu đồng. Hội Từ Thiện Vì Tấm Lòng, 4 triệu đồng. Chị Thúy Đỗ, 500.000 đồng. Nhóm Bạn Chị Phượng, thành phố Bà Rịa, 2 triệu đồng. Mạnh Thường Quân thành phố Vũng Tàu 500.000 đồng. Nhóm chị Trang 6 triệu đồng. Các em học sinh trường tiểu học Bùi Thị Xuân thành phố Vũng Tàu 1 triệu 600.000 đồng. Chị Liễu và chị Hằng 800.000 đồng. Dạ con rất là vui khi mà mọi người đến quan tâm đến hoàn cảnh của con. Con rất biết ơn về những tấm lòng của tất cả mọi người. Và đó con sẽ cố gắng để vượt qua khó khăn để không phụ lòng mọi người. Cảm ơn tất cả các mạnh thường quân đã chia sẻ đồng hành cùng với nhà trường để giúp đỡ em Duy vượt qua được cái hoàn cảnh của mình mà có thể tiếp tục học lên nữa.
Sau khi các nhà hảo tâm, các đơn vị doanh nghiệp, hội nhóm từ thiện gần xa thông qua chương trình Kết nối yêu thương do Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thực hiện gửi tặng cho em Phạm Văn Duy, lớp 12C1, trường Trung học phổ thông Trần Nguyên Hãn, thành phố Vũng Tàu với số tiền hơn 92 triệu đồng. Ban giám hiệu trường Trung học phổ thông Trần Nguyên Hãn, thành phố Vũng Tàu nhận giữ hộ cho em số tiền là 86 triệu đồng. Khi em Duy vào học đại học, nhà trường sẽ sử dụng dần nguồn tiền này để em có điều kiện đóng học phí theo từng năm học. Một lần nữa xin cảm ơn các cá nhân hảo tâm, các đơn vị doanh nghiệp, các hội nhóm từ thiện, thầy cô chủ nhiệm và ban giám hiệu trường Trung học phổ thông Trần Nguyên Hãn đã hỗ trợ cho em Phạm Văn Duy. Một lần nữa xin được cảm ơn tấm lòng hảo tâm của Quý Mạnh Thường Quân cũng như là các hội nhóm thiện nguyện đã hỗ trợ tiếp sức cho hoàn cảnh của hai anh em Phạm Văn Duy. Và chúng tôi cũng rất mong sẽ tiếp tục kết nối được nhiều hơn nữa tấm lòng của quý vị để có thể đồng hành cùng với em Duy trong những bước đường học tập sắp tới. Mọi sự giúp đỡ xin quý vị gửi về địa chỉ số 442/1/43, đường Bình Giã, khu phố 5, phường Nguyễn An Ninh, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, hoặc phòng chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, số 564 đường Cách mạng tháng 8, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Số điện thoại 0907 831 502. Thưa quý vị, chương trình Kết nối yêu thương được phát sóng vào lúc 16 giờ 40 phút thứ tư và phát lại vào lúc 9 giờ 45 phút thứ năm hàng tuần. Mời quý vị đón theo dõi. Và chương trình của chúng ta hôm nay đến đây xin được khép lại. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.